Các bạn ơi, những cái chú chim non mới nở bị lạc mẹ rất là tội nghiệp các bạn. Thì hiện nay được bạn Diễm Như phát hiện và hiện nay đang tìm cách chăm sóc những chú chim non này các bạn. Nhìn những chú chim non rất là tội nghiệp, rất là dễ thương nha các bạn. Và hiện nay thì các chú chim non này đang trong vòng tay của bạn Như nha các bạn. Hai bạn Như sẽ tìm cách để chăm sóc những chú chim non này. Và các bạn thấy rằng là chúng rất tội nghiệp nha các bạn. Có những con còn rất là nhỏ luôn các bạn. Có những con còn rất là nhỏ và rất là dễ thương nha các bạn. Và hiện nay nó đang bị lạc mẹ, lý do là gió quá cái tổ nó rớt xuống nha các bạn. Và hiện nay cả năm chú chim này đều còn sống hết. Và hiện nay thì các bạn đang tìm cách để chăm sóc cái chú chim này để cho các chú chim trưởng thành luôn các bạn. Nhìn thấy tội nghiệp và rất là dễ thương nha các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy à, các tội nghiệp và rất dễ thương. Chúng còn sống hết nha các bạn. Rồi các bạn có cái bí quyết chăm sóc nào để cho chúng mau trưởng thành và không bị chết thì các bạn chia sẻ cái bình luận ở dưới thầy Thành nha các bạn. Đây, các bạn quan sát cận cảnh nha các bạn. Và hiện nay thì không biết chim mẹ ở đâu nha các bạn. Những chú chim con rất là tội nghiệp nha các bạn. Bây giờ tất cả mọi người cũng đang tìm cách chăm sóc cho chú chim này, những chú chim này nha các bạn. Rất là tội nghiệp các bạn. Rồi các bạn, nếu có các bạn có cái bí quyết nào chăm sóc hay thì các bạn chia sẻ cái bình luận ở dưới trong cái YouTube của thầy Thành nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn nhiều sức khỏe nha các bạn.